No. Mọi người à, hôm nay mình đi Macy à, ở Mẹ Sẹo ngày cuối, nghe nói nghe đồn là ngày cuối sale shopping Macy, tiệm khá lớn ở Mỹ à, sắp nay là Halloween sắp tới. Mai Halloween rồi cho nên hôm nay nó sẽ đó treo màu đỏ là chuẩn bị ngày chuẩn bị Noel cho nên nó quay đó nó chuẩn bị nó em cho nó làm mấy cái mấy trái màu đỏ gọi là mấy trái thông chứ chứ à, trái thông này. Màu đỏ màu sắc lời đẹp màu sắc của Noel à, túi sắc này hàng túi sắt này, nó sale này, liền tức là liền tức là sale hết cỡ, giảm giá hết cỡ. Đây là đồ mất cấp, đồ trang điểm, đồ dành cho phụ nữ, đồ trang điểm dành cho phụ nữ, dưỡng da trang điểm, son môi, son dưỡng, kem nó để tròn cổ mắc cười khăn tròn cổ sắp mùa này qua mùa lạnh rồi cho nên nó tròn cổ đó vớ nè. Mùa lạnh là nó dành mấy đồ lạnh là nó bán đó hàng đồ lạnh hàng tròn xì vui mở đèn sáng trưng này xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ mình à, túi sách quá trời treo đầy treo đầy lên đó thì túi sách này đẹp có cái mặt của con hàng hiệu mặt của con đó trên đó cũng có hàng hiệu này không mặt của con mặt mặt của màu xanh màu đen bên đen bên trắng sọc đen đó khu túi sọc sọc là nếu không rất là à cũng hiếm hiếm
rồi đông người cuối, giảm giá cuối cùng đông, thì đông người mua luôn, mua ào ào. Yeah.